Trên kia anh không nói chuyện được thì em lên đây thì cũng có mấy em chia sẻ thêm cái lời của anh gì đang lái xe lúc nãy. Ông Anh thật Nghĩa, ra ông Benny Dương đó là em phát hiện ra một cái điều như thế này. Em chia sẻ coi mọi người ở dưới kia có ai mà có quan điểm hay gì thì hỏi là chia sẻ tiếp nha. Thì thực ra là ông có thể là ông là luật sư, ông đã biết trước được cái vấn đề mà Mỹ sẽ trục xuất một số cái người ở bên kia với Việt hai Nam ngàn á. à, 12.000 mấy trăm người nha. Đó, nên đâm ra là ổng biết được, có thể là ổng đã nghe phía trước, ổng mới tin cái cách này. Ổng ngày hôm qua ông Ba Chi có nói là tại sao ở Việt Nam không trưng dụng những người những người thế hệ như ổng để cho giúp đỡ đất nước. Thì bây giờ sẵn trên cái diễn đàn này hoặc có những người nào mà ở phía bên đó đó nói cho ổng biết luôn. Đồng tình nè, đồng tình mời cái đi chưa vô đồng tình. cái cách của ông nói á, không có thể ông lừa được những cái người nào mà họ họ phù khờ, họ nghe theo ông thôi. Để chi ông biết không, cách ông làm chỉ biết sao không? Có nghĩa là ý ông nói bây giờ với cái tuổi ông là cũng sắp sửa đã đi nghỉ hưu rồi, nhưng mà bây giờ nghỉ hưu ở bên đó thì chưa chắc biết cái tiền lương hưu có lãnh được như cũ không hay là sẽ bị giảm xuống, nên ông tính trước như vậy để ông đường đường chính chính ông nói cái kiểu đó. Ông nói là Việt Nam nếu mà cho những người đi giúp sức ở Việt Nam này thì ông sẽ là những người Việt kiều sẽ về đóng góp Việt Nam. Em nói cái cách của ông nói là để gì? Có nghĩa khi ông về Việt Nam là giống như đường đường chính chính là ông là người về giúp, nhưng thật sự với cái lứa tuổi của ông nếu về Việt Nam còn có thể làm kinh tế được, còn ở cái lứa tuổi của ông ở bên Mỹ thì bắt đầu chuẩn bị đi về hưu rồi. Nên cái cách ông nói để ông về Việt Nam một đường đường chính chính ta đây là mời ta mới được về, chứ không phải là ta tự động ta đi về. Cái kiểu đó là tao quay để đi về giúp với cái trình độ của ông giúp được cái gì. Em à, em có chỉ nói nè, em nhớ cái cuộc livestream của anh Lợi Minh lần đầu tiên không, livestream thứ hai anh chị mà anh Lợi Minh lần quá bữa nay anh nhớ cuộc nói chuyện anh dạ em dạ mà có không, là Mỹ sẽ có lên danh sách là trục xuất 12.000 mấy trăm người người Việt mình về nước. Thì bọn nó hiện nay giờ đứa nào đứa nấy cũng bay bảy trái trong quần hết. Một mấy thì đứa đó thì đặt đổ chính quyền lấy ở Việt Nam, còn một đứa thì xuống nước ngọt đặng tôi đi về tôi giúp đỡ cho đất nước Việt Nam đó. Dạ. Có nghĩa là lên tiếng ta đây là tốt. Tại sao nếu muốn tốt á, thì trước cái thời điểm này á, thì trước cái thời điểm này lên diễn đàn nói nhiều vô đi, muốn đóng góp và thương yêu Việt Nam đều đi. Tại sao không nói mà đợi tới cái thời điểm này có nghe được chính phủ Mỹ bắt đầu đưa ra, nói chung từ ngày ông Trump lên thì bắt đầu có những cái chính sách này thì cảm thấy sợ, bắt đầu mới mở miệng là nói yêu Việt Nam. Chứ trước khoảng chừng 5 năm đi tại sao không nói, hoặc là 3 năm về trước đi tại sao không nói. Cho chị nói câu này nè, chị của chị á, con bà cô của chị á, ở bên bà Cali á, nói chị như à, tình hình bên này rất là bất ổn. Không biết là chỉ là có chưa có được thẻ xanh, chị gắng cố gắng chị làm được thẻ xanh là chị về thăm ba mẹ chị, là chị đi năm nay 3-4 năm rồi đó đó. Bây giờ rất là bất ổn, bây giờ đỡ có thẻ xanh là chị về chứ chị không ở bên đây nữa. Đã vậy rất là lu bu rồi. Nên em nói chị á, kể cả những người mà người Việt mình ở bên Cali, những người người ta không tham gia ở phe phái nào hết, người ta chỉ làm ăn thôi. Còn những cái ông đó đi vào làm khó làm vậy ta. Cho chị nói à, chứ anh Hoàng Phụng Hoàng Phú anh đó 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 nói bao nhiêu thôi thì em nói tiếp thì cưng nói tiếp đi rồi sao không nên nên bây giờ tất cả các cái thành phần trong cộng cực đó đúng không, tôi đã nói rồi đúng không, ở Việt Nam người ta rất rộng lượng, dân Việt Nam người ta rất rộng lượng, ta không hề ta để ý đến những cái chuyện xa xưa làm gì. Các quý vị nếu cảm thấy giúp được thì mình giúp bằng cái tiếng nói khác, mình nói bằng một cách chân tình, chứ đừng có nghĩ rằng là ta đây chê Việt Nam là tại sao mà chê Mỹ mà tại sao gửi con qua Mỹ. Tại sao đất nước Mỹ phát triển thì đương nhiên ta gửi những người con người cháu người ta đi qua bển học những cái tiên tiến để sau này về đóng góp, đâu phải học để về đóng góp liền.
có thể 5-10 năm sau người ta đóng góp Việt Nam. Các vị đâu biết, các vị chỉ nhìn ở trước mắt thôi, tại vì các vị đang thấy cái hơi nóng ở phía sau lưng quý vị là chuẩn bị Mỹ nó đuổi quý vị tới rồi, nên quý vị cảm thấy rối cuống cuồng lên rồi đổ thừa cho đất nước đang lâm nguy chỗ nào. Cái lâm nguy ở chỗ nào, toàn là chỉ ngồi xuyên tạc thôi, toàn là nghe những cái thành phần mà nhẹ bóng vía ở trong Việt Nam được bao nhiêu người, đúng không? Ông bên chương ông nói ở hải ngoại đã nói là chờ phúc lợi hơn 4 triệu người Việt Nam, đúng không? Nhưng trong đó chỉ có khoảng giống như ngày qua em phân tích cho hẳn là 1 triệu người là trong cộng luôn, còn trong nước đây hiện tại 96, em trừ ra phân nửa chỉ còn 45 triệu người thôi. Bây giờ chống không? Ông thích chống thì ông chống đi, ông thử không? Ông làm thử coi nó như thế nào. Có nghĩa là dùng luôn, lấy thịt đè người luôn, chứ đừng nói là lấy bây giờ nói gì, câu gì nè, bây giờ nói câu gì nè, mà mình giả sử thôi nha. Dạ, giả sử cộng sản nha, bây giờ thầy giả sử bây giờ cho mấy ông Việt Nam Cộng Hòa quay lại về chế độ cũ ngày xưa, cho lại mấy ông cái miền Nam đó, mà mấy ông có thể đánh thắng luôn, ông có thể đứng cái cầm cái miền Nam này để cho bà con cuộc sống ấm no hạnh phúc không, hay là ăn chơi đi điếm nữa? Lúc đó là cộng sản ra đầu miền Bắc đó, bà con miền Bắc đâu vô giải phóng miền Nam nữa thì nó sao tin cướp thôi. Cho mấy ông giữ đó, giống ngày xưa đó, mấy ông làm được không? Hỏi như thôi, thử như thôi, làm được không? Cầm được, được, được đi, theo nói nha. Vậy đó, rồi em nói tiếp đi. Thì đúng rồi. Thì những cái thằng ăn cướp bên Mỹ thì nó mới trục xuất, thì tại vì Mỹ những cái thằng đó nó đâu có làm công ăn việc làm, thì nó đuổi mấy thằng đó về, thì mấy thằng đó là đu càng theo những cái thằng kia. Ví dụ chẳng hạn ông Benny Trương thì đương nhiên ông qua đến với nhà cửa ông cũng đã có thành công rồi, đúng không? Nhà cửa ông có bên Mỹ rồi, lương hưu ông cũng có rồi, thì đâu ông đâu có sợ gì. Những thằng đu càng theo ông, đúng không? Những cái thằng đó mới bị trục xuất đó, chẳng hạn như Táp Quan Sa gì đó lên nói phay phẩy đó, ngân hàng Việt Nam hết tiền rồi, không có ba người rút tiền cũng có đấy. Ủa vậy trước lúc cái sự việc xảy ra 200 mấy chục tỷ đó thì tại sao không ai nói đến ở Việt Nam, sao nhiều ngân hàng không nghe tiếng gì, tại sao không có đi, đúng không? Mình nói là phải nói một cách khách quan, mình phải nghe được hai chiều, và nếu cái thông tin nào không chính xác thì mình nên hỏi kỹ lại, nói về tình hình ở nước ngoài như thế này. Nên chị nói thôi, Quy Lê nè, tôi nói thật với Quy Lê nha, cái này tôi nói sự thật. Ngày xưa thì tôi sinh sau 1975, theo mà bây giờ mà nó giả sử thôi nha, cái Việt Nam mà để cho mấy thằng mà Việt Nam Cộng Hòa Mỹ mà nó đứng để cai trị người dân ở trong Việt Nam, tôi không bao giờ có ở trong Việt Nam. Tôi đi ra ngoài miền Bắc cùng bà con ngoài miền Bắc, tôi không ở trong Việt Nam chung đội đời đầu tôi đội chơi chung với mấy thằng đó được, tại vì mấy thằng ăn chơi không biết cầu tiến, không biết cái cực khổ, không biết cái nỗi khổ của bà con, là tôi không bao giờ tôi đổi chỉ chung những người đó. Tôi giả sử thôi đó, yêu cầu mà có cái thằng những thằng Mỹ quân Mỹ quyền mà đang đứng ở biên phía Việt Nam, tôi là cái người đầu tiên là đi ra miền Bắc, tôi định cư, tôi ở ngoài đó nè. Trung Nguyệt sai lệch diễn đàn á, cái diễn đàn này là diễn đàn chống cộng cực đoan, chống phá những lời xuyên tạc đất nước, chống phá xuyên tạc những cái gì sai sợ của đảng và nhà nước Việt Nam. Nên trong tất cả đây đều chỉ có một chủ trương, một là chống những thành phần chống phá đất nước. Nên chúng tôi nói toàn nhiều chủ đề nhưng phản biện lại những lời nói của họ mà thôi, kể cả bạn luôn. Ok. Nên ở đây mình nói rõ vấn đề là giống như anh Quốc Dương nói, đương nhiên dù chẳng hạn bây giờ em nói chị, dù chẳng hạn trước khi mình muốn làm một cái điều gì đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ hỏi gì lãnh đạo nhà nước Việt Nam 18 vị, chả lẽ 18 vị là bất tài hết? Mình giả sử thôi, xử thôi, mà làm cái gì cái vụ mà nó vô nó chiếm được cái Việt Nam, chị giả sử, em hiểu chị nói không? Chị nói chuyện giả sử đi chăng nữa, có đi chăng nữa chị cũng không ở, làm gì mà làm được cái đất nước Việt Nam? 10 đời của nó đi, 43 năm rồi, 10 đời của tụi nó đi, đời hết cái đời Việt Nam Cộng Hòa của tụi nó Mỹ đi. Cái đời con của nó cũng chưa, đời con nó đẻ thai bằng cỡ chị đi nè. Người ta đời cháu nó luôn, chị nói thiệt với em cũng chưa bao giờ lật được nữa. Việt Nam nữa. Nói chung, chị giả sử bà con mình nghe thôi. Cơ bản là chỉ những cái bạn ngồi dưới comment á, mình chỉ nhìn một số comment mình sẽ trả lời. Nè, cho chị họ nói một câu với em, Gia Cát Tiên Sinh. Đảng với nhà nước, một hay hai đồ điên.
Em gì em hỏi kỳ kỳ, đảng với nhà nước là một chứ sao mà đảng với nhà nước mà hỏi hỏi cái câu ngớ ngẩn giống mấy đứa trẻ học ngôi. Đảng với nhà nước đều là một thôi. Đảng yêu đảng yêu nước thì cũng là một hết trơn á. Yêu nước cũng vậy mà yêu đảng cũng vậy, y vậy thôi. Nói cho bạn nước nhớ là cũng nghe. Yêu đảng cũng là yêu, cũng là một cái đất nước thôi. Nói cho gia khác nghe nè, mình đừng tưởng người mình nghĩ mình khôn hơn người ta, mình hỏi ở câu hỏi đó, hiểu không? Yêu đảng yêu nước không, là chị, phải yêu đảng vậy ngu đó. Để, chị ngu chị mới trả lời đó chưa? Yêu đảng cũng yêu mà yêu nước cũng yêu, hai cái là một, còn yêu cái gì nữa? Không có đảng sao có nước, không có nước làm sao có đảng. Ủa chị ngu gia đó khác chị, ngu mà chị trả lời chị đó. Gia Cát Tiên Sinh ơi, cái chuyện đó là chuyện đất nước của đa đảng người ta khác. Còn đang nói trên đất nước Việt Nam mình chỉ một đảng thôi. Đừng có hỏi một câu gọi là lập luận cái kiểu đó, biết không? Cái kiểu đó đang hỏi mình gọi là ngu á, hiểu không? Hỏi, đang hỏi trên đất nước Việt Nam thì trả lời trên đất nước Việt Nam. Chị đâu có ở, chị là cái quốc tịch không phải của Thái Lan đâu. Nói chuyện, nên thôi mình không cần quan tâm với những cái đó nữa chị. Thì em chỉ nói lại thôi. Chứ cái thứ hai nữa, các chị đó nhìn ở một cái góc độ nào nổi thôi. Từ nhắc nè, cho từ năm 89 tới giờ Trung Quốc nó đặt, quý vị hãy nhìn kỹ đi, không có ai đường đường một cái đất nước được cả thế giới công nhận mà một cái nước khác đường đường chính chính mang tiếng là cường quốc đi qua xâm lăng cái nước khác, chưa bao giờ có cái tiền lệ đó. Nên cái quý vị đừng nói bao giờ Trung Quốc qua đây mất nước. Nói thật chính mặt các quý vị nè, nói theo cho nó nói nhà em trả lời nó coi. Để không thôi nó là chị em mình ngu. Chủ nghĩa xã hội là gì? Anh Nhất ơi, cái chuyện đó bạn muốn chủ nghĩa xã hội là gì á chị Trần? Bạn chờ một chút đi, mình nói xong mình sẽ nói cho bạn nghe. Nên á, hãy ngồi xem lại đi. Đừng có ở ngồi đó mà nói là Trung Quốc qua đây dùng tiền mua. Ủa nó dùng tiền nó mua, nó là người nước ngoài, nó có đứng trên giấy tờ được hay không, đúng không? Nè phân tích cho nghe luôn nè, nó cũng phải người nhờ người bản xứ đứng trên giấy tờ. Kể cả nó muốn mở một công ty cũng ai cũng là người Việt đứng ra để đại diện tư cách pháp nhân, hiểu không? Mình nói nó phải như thế nào chứ đừng có cái kiểu mà cứ nhìn thấy vậy là chụp mũ tất cả, hiểu không? Nên đâm ra còn đừng bao giờ mơ mộng cái chuyện đó. Còn khi nào Trung Quốc trả lời để tí nó trả lời, đang nói chuyện một cái câu đầu nói hết cho... câu đi rồi mới trả lời cái tiếp. Nói giờ... bạn mình nói là rồi. Người mình là người mẹ mình ba mình là người Trung Quốc đấy, nói cho các bạn biết luôn. Mình nhưng tại sao mình vẫn yêu đất nước Việt Nam và mình ai, hoàn ai, toàn không ai nó nghe không nè Trung Quốc bệnh nhà nhây. Bộ em dạ. Ham em là người Trung Quốc sao chị cũng là người Trung Quốc nữa nè. Thái Ngọc Nhiên là gì, có phải Trung Quốc không? Không phải, tại vì không? Tại vì em nói để cho người Hoa nè, người Hoa nè, gốc người từ Hoa tại ở Châu Đốc nè. Không, mà sao tại sao không bên người Trung Quốc đi mà đi bên người Đảng Cộng sản Việt Nam, bên Bắc Hồ là sao? Đồ ngu. Giờ tao không biết tao đang sống ở đâu, không biết hết trơn, tao không biết là tao ở nước nào, gốc tích thân nào. Mà tao đang sống ở trên đất nước Việt Nam tao. Đang đứng trên đất nước Việt Nam là tao bên đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi. Tao là vậy đó. Ok, được chưa? Nhưng mà có khi, có khi đó, Thái có... Ngọc Nhiên, không phải là tên người Tây Hoa không? Phải người Hoa không? À, đó, Thái có... Ngọc Nhiên, không phải là tên người... Cũng người di cư, giống như các bạn đi qua Mỹ, di cư qua cả Mỹ. Nhưng mà đời nào chúng tôi có khi nào mà tập hợp lại người dân để nói chuyện gì bên Trung Quốc không? Không hề có. Mà tôi chỉ tập hợp tôi làm những gì đóng góp cho đất nước Việt Nam này mà thôi. Còn quý vị sao? Đi qua bệnh, ăn cơm chính phủ, xè tiền, xin tiền của chính phủ. Nhưng các vị đóng góp gì được cho chính phủ? Đây nè, nói cái chi tiết này để cho các vị dạch lỗ tai ra mà nghe. Nếu các vị là những người giỏi giang thì thằng Mỹ nó sẽ không để cho các bạn ăn những cái đồng tiền ở không mà không làm gì đâu. Các vị khi nó rước được các vị qua Mỹ, các vị có trình độ đã rước vào những cái cơ quan ảnh chánh của họ đã giúp cho họ rồi, các vị hiểu chưa? Chứ đừng các vị ngồi bên đó mà các vị tưởng nó thì những tài là thằng Mỹ đã nói câu với mấy cái đứa mấy cái đứa bạn khủng khủng ở dưới nào mình tập hợp lại người dân để nói chuyện gì bên Trung Quốc không?
không hề có, mà tôi chỉ tập hợp tôi làm những gì đóng góp cho đất nước Việt Nam này mà thôi. Còn quý vị sao? Đi qua bệnh, ăn cơm chính phủ, xè tiền, xin tiền của chính phủ, nhưng các vị đóng góp gì được cho chính phủ? Đây nè, nói cái chi tiết này để cho các vị dạch lỗ tai ra mà nghe. Nếu các vị là những người giỏi giang thì thằng Mỹ nó sẽ không để cho các bạn ăn những cái đồng tiền ở không mà không làm gì đâu. Các vị khi nó rước được các vị qua Mỹ, các vị có trình độ đã rước vào những cái cơ quan hành chính của họ đã giúp cho họ rồi. Các vị hiểu chưa? Chứ đừng các vị ngồi bên đó mà các vị tưởng các vị tài. Tài là thằng Mỹ nó đặt chung rồi. Mấy cái đứa bạn khủng khủng ở dưới nè mình làm gì? Tao nói cho bọn chú bay biết nè ha. Ông nội tao là người Hoa, người Tiều. À, là người Trung Quốc đó, thấy không? Đang đứng trên đất nước Cộng sản Việt Nam, đúng không? Mà tại sao ông nội tao không đi bên Trung Quốc mà lại ông nội tao đi đánh Trung Quốc? Tao nói cho tụi bay biết. Nhưng thôi, tại vì cái đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam cho cuộc sống bà con yên bình, được có cuộc sống ấm no hạnh phúc vì ông nội tao bên cái lẽ phải. Thằng Trung Quốc nó sai vẫn ghét đánh nó như bình thường thôi. Ok, là ông nội tao là ăn cây nào là gào cây nấy đó, mày biết chưa? Ai cũng như cái tụi bay, người Việt Nam tụi bay không biết bên người Việt Nam mà tụi bay đi bôi nhọ, đi đôi xấu đất nước Việt Nam. Bởi vì trên đất nước Mỹ anh ta ghét mày con chó vậy á. Tụi bay á, đang ở sống trên đất bang Cali á ha, hay là tất cả bên hải ngoại mấy cái đứa mà đang chống cộng, mày đâu có biết là những cái địa phương người ta ghét bay như con chó đâu. Tao là người Trung Quốc phải không, tao đang đứng trên đất nước Việt Nam và tao còn phải hả bên đất nước Việt Nam ha. Tụi bay còn nói nào, tụi bay còn nói là Trung Quốc nào, ủa tao là Trung Quốc nào không đó, mà ông nội tao làm Đảng Cộng sản Việt Nam đó, mà ông nội tao đi chạy xích lô nuôi Đảng Cộng sản Việt Nam đó, ông nội tao là Trung Quốc đó, mà ông nội tao sao ông ngu với vậy, ông đi chạy xích lô mà ông đi nuôi Việt Cộng chứ vậy hả? Nè, xem kỹ lại những người nè, bọn trong cực cực đoan, nhìn kỹ đi. Nếu mình là có tài ha, mình khoe mình từng là mình có tài, nếu có tài thì những cái cơ quan của nhà nước hay là cái gì của Mỹ nó đã trưng dụng các bạn đã đi làm rồi, chứ không phải là đem các bạn qua là hay đem các anh các chú qua đó ngồi đó mà nó chỉ cho tiền mà thôi, hiểu chưa? Nên là mình phải nhìn rộng hơn đi. Đó, chị nói ngồi, câu nè, chị nói câu ngồi ha, ngẫm nghĩ lại đi, đừng ở lên đây mượn cái sóng diễn đàn này để xuyên tạc những cái điều không đúng ha, rồi bắt đầu á nói là Việt Nam thế này thế kia, đúng không? Cướp biển cướp đất hả? Bây giờ hỏi gì chứ, biển Hoàng Sa là quần đảo, hiểu không? Một hai hòn đảo ngày xưa nó chưa nổi lên mặt nước, bây giờ Trung Quốc nó không đủ dân, nó không đủ đất sống, nó ra nó chiếm một hai hòn đảo cũng chả có ăn nhầm gì tới cái vấn đề mà, đúng chưa? Nếu mà nói về theo cái kiểu như nông dân thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì, thì mắc mớ gì các bạn là người muốn chống hả, thì thích thì đi về đi chống đi, chèo xuồng ở ngoài đánh với nó đâu ai chống đâu. Chèo xuồng, cái tiếng chèo xuồng là của miền Tây. Bây giờ chỉ cho ông cách yêu gì nè, mấy ông mà đang chống cộng đó không, Mỹ thế sản trục xuất là 12 ngàn mấy trăm người ở bên Mỹ và Việt Nam đó, thì yêu cầu mấy ông chống cộng cực đoan đó gom góp 12 ngàn mấy trăm người đó đi qua đánh lấy là cái đảo mà Trường Sa của mấy ông ngày xưa đánh làm mắt đó, lấy cái đảo đi mà ông ở giữ cái đó đi đó, chỉ cho người Gia Tỷ mà ông có tiền đánh không, tôi ở đây tôi cũng góp tiền tôi ủng hộ thêm cho mấy ông đánh đó, tôi là người dân, tôi nói là tôi làm, mấy ông về đánh đi, tôi là ủng hộ với mấy ông 100 triệu đó, đi đánh đi. Đánh thế thắng nha, thắng thế rồi thì tài khoản của tôi là có cho vô tài khoản mấy ông 100 triệu, mấy ông đánh không? Đây là câu hỏi của mấy người, tôi còn người dân nữa, nói là làm Việt Nam, không nói thôi, nói là làm á. Ủa, đương nhiên rồi, bộ Mỹ đi qua giúp Việt Nam mà bạn không thích hả, bạn câu hai Cần Thơ? Bộ gì Mỹ đi qua giúp Việt Nam mà không thích hả? Hay sao bạn nói cái câu đó, Việt Nam đang chào đón Mỹ để cứu Việt Nam đó bạn ơi. Bạn không thích hả? Nói nghe nè, cho chị nói một câu, cho nói cho các bạn nghe, ít nhiều gì các bạn cũng đang sống ở trên đất nước Việt Nam. Nha. Các
các bạn cũng cùng chung tay với chúng tôi là người dân nói lên sự thật. Thì ha, các bạn thì tôi biết các bạn là ngày xưa là con cháu của các bác Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Thì các bạn đang chống đối lại những cái gì mà của nhà nước làm, như là một số thành phần những người làm cơ quan nhà nước địa phương có người nào làm sai thì các bạn lôi cả bộ máy chính quyền ra, các bạn làm gì đó là con mà sai rồi. Ở đây tôi ở đây lên á, chống tham nhũng và chống cộng cực đoan luôn, chống hai cái đó đó. Những chỗ nào địa phương nào các bạn quay lại đi, quay thử đi, quay trực tiếp đi, ở trong nước này đi, đứng đó đi, tôi biết nhà bạn đi, bạn quay đi ha, cái tên nào mở địa phương nào mà ăn hối lộ đó, các bạn quay đi, sẽ có người lại đó giải quyết tận gốc liền cho các bạn biết. Chứ đừng, các bạn đừng cứ nghĩ một cái địa phương nó làm sai cái các bạn gom hết cả một cái đảng cộng sản nghe các bạn nói, mà trong khi đó là các bạn đang sống ở đâu trên đất nước Việt Nam. Nói cho các bạn biết, trước 1975 á thì cái đất nước Việt Nam mình nó rất là khổ đói ha, năm 2000 đảo gì trước á rất là khổ ha, tại lúc đó chưa có công ty thì khổ, nhưng đất nước Việt Nam ha, từ năm 2000 đảo về đây á nhiều công ty lên rồi, về kết hợp với con ký hợp đồng về Việt Nam mình có nhiều công ăn việc làm, không còn khổ như ngày xưa nữa ha. Các bạn đừng có ước mơ mà đi Mỹ, các bạn mà muốn ước mơ đi Mỹ á thì các bạn lên trang nhà tôi có anh Lôi Minh đó, anh quay tất cả những cái cảnh bên Mỹ, cảnh đó là cảnh trực tiếp cẩn thận. Các bạn đừng nghĩ đi Mỹ là thiên đường, ở đâu cũng vậy hết á ha. Các bạn ở đất nước Việt Nam các bạn không làm, các bạn cũng đói thôi, cũng là người nghèo thôi. Tại sao đất nước Việt Nam một người thì giàu quá, một người thì nghèo quá? Tại vì nó khác nhau cái đầu, người đó giỏi kinh doanh, giỏi mua bán thì người ta giàu, còn mình chỉ làm công nhân thì cơm hai buổi ở nhà mình dạng là trung bình thôi, đúng không? Sao mình bị kịp như người ta? Hay các bạn đang đứng cái đất nước Việt Nam các bạn cũng nhìn nhận, các bạn biết rồi đúng không? Các bạn thử đi Mỹ đi, nhưng các bạn sẽ biết, biết thì sự thật xảy ra gì trên đó. Chỉ tôi là con của một người đang sống trên đất nước Mỹ ra ha, quay cảnh hàng ngày thì tôi thấy luôn, làm chết mẹ luôn, ngày cũng có 5 tiếng, từ sáng tới chiều cũng có 5 tiếng đồng hồ à. Đó, cho các bạn biết, các bạn ước mơ. Nên á nè, nhìn vào những cái gì, đúng không? Mình phải nói bằng cái sự thật. Mình nói như vậy, Việt Nam đương nhiên không phải là một cái nước tiên tiến rồi, đang trên đường tiên tiến thì đương nhiên sẽ có những cái sai sót. Mình là người dân, mình phải thông cảm. Và mình cảm thấy cái điều gì không hài lòng là mình sẽ góp. Chị nói nha, với các tiên sinh, hôm nay là diễn đàn và ai hỏi mình trả lời. Chị không làm gì mà sao chị giàu? Sao em biết chị không làm gì? Thấy là chị lên live stream thời gian sáng giờ, em thấy chị có lên trên mạng truyền thông này hả? Chị đi vô bình luận nhạy không? Khi chị làm đó chị đi báo cáo rồi, bây giờ tôi đang làm chỗ đó, tôi đang làm công ty, tôi làm mấy cái chi nhánh mà cửa hàng của tôi tại đó, báo cáo cho em biết không? Người ta đi làm ăn kinh doanh nó làm cho em biết không? Hả? Đúng không? Không làm sao giàu, em nhớ không? Chị có kể với tụi em cái mà vấn đề mà nhà chị Nguyên Nhiên Hồng ngày xưa rất là nghèo, nghèo mà hơi thảm luôn. Nhà ba mẹ chị sinh ba đứa con mà cơm không có ăn, phải trộn nấu bo bo, phải trộn vô mà nấu cơm, phải trộn mấy cái củ cải mì vô ăn. Ăn cơm bằng gì? Bằng nước tương á, nước tương với tương hột á. Ba chị em nhà ăn có một cái hột vịt đó, không vậy đó mà dầm ra ăn cái nhà đó cho các em biết. Chị Tường cũng từng đi làm công ty, các em biết không? Chứ chính đường tao ký chứ ông bà đi ca, chị cũng là làm từng công nhân mai ha. Chị làm gì nữa? Chị từng đi học bánh mì, chị mở tiệm bánh mì bán, chị đi bán từ cổ bánh mì. Chị đi làm gì? Chị làm đi làm tóc, đi gọi từ cái đầu cho khách, là cũng từng vợ từ bộ móng người ta thì làm, thấy không? Mình phải làm, mình làm cái này được, mình làm cái khác, mình làm cái nào mà kiếm cơm á, đời á, đất trên đất nước Việt Nam hiện nay á, làm kiếm cơm hai buổi thì quá đơn giản đối với chị, còn mà làm mà để mua nhà kinh doanh đồ á mới là rất là khó. Chị nói vậy thôi. Anh Dũng thay lời, không phải là chửi nhau ở đây, không, ở đây không có chửi nhau, bọn em không có chửi, nhưng mà tại vì những cái phần này
nó phản biện, mà nó phản biện theo một cái ý cực đoan của nó thôi, nên tụi em mới nói cho nó biết. Nhưng mà tại vì nói ở đây, em nói thật là em cũng chỉ nói cho những đứa này, nó chỉ một phần nào thôi. Anh chứ Dũng không nhất thiết cái bữa mà em hỏi vụ mà cái vụ mà của Lisa mà khủng bố đó, anh đồng ý với đó. Dạ đó. Em biết mà. Rồi anh chờ chút đi, em nói chút nữa rồi anh lên. Nên ở đây á, em cũng không nhất thiết phải giải thích cho mấy thằng này nó nhiều. Nhưng mà em chỉ nói chính là những cái thành phần trong cộng, là em nói chính về những thành phần trong cộng thôi. Còn những cái đứa mà nó ngồi dưới đây là những cái thành phần nó chỉ đu càng hoặc là bám víu vậy thôi. Chứ còn cái chuyện cuộc sống của nói thật luôn các bạn, cuộc sống của mình như thế nào không cần biết phải bạn, đúng không? Mình cũng chả nhận một cái đồng tiền nào. Nói thẳng, mình có tài có chân, mình đi làm tự mình kiếm sống. Còn khi nào lên đây chống những cái thành phần như các bạn là tại vì sao chống? Tại vì các bạn làm không đúng, các bạn sống trên đất nước Việt Nam mà các bạn đang chống phá, đúng không? Bây giờ các bạn tưởng tượng thử, các bạn sống trong nhà cha mẹ các bạn, ăn cơm cha mẹ các bạn nuôi mà các bạn lại chống lại cha mẹ các bạn đi, thì các bạn thấy sao? Đúng chưa? Còn tôi là người Việt Nam, tôi yêu đất nước này, nên khi cái gì động đến Việt Nam là tôi lên tiếng. Thế thôi. Tôi chỉ hỏi các bạn một điều thôi. Bạn thích hòa bình hay bạn thích chiến tranh? Thế thôi. Bạn trả lời đi. Nếu bạn thích hòa bình thì bạn cùng chúng tôi xây dựng hòa bình cho Việt Nam. Còn bạn thích chiến tranh, xin mời các bạn đầu quân cho IS đi qua bệnh đất thuê đặng cho kiếm tiền, ít nhiều cũng giúp đỡ gia đình các bạn, chứ đừng lên đây cào bằng phím mà theo cái kiểu muốn chiến tranh. Chúng tôi là những người yêu hòa bình. Tôi chỉ hỏi bạn hai điều: một, thích hòa bình, hai là thích chiến tranh. Thế thôi, không cần phải nói nhiều, nên các bạn cứ suy nghĩ cho kỹ. Cái hôm nay là thì làm ơn đi qua yêu đất. Chị nói cái chương trình này hôm nay là chương trình tôi thích hòa bình, tôi không muốn thích cái đất nước tôi chiến tranh. Đơn giản vậy thôi. Cái chương trình của tôi hôm nay là muốn cái đất nước hòa bình, không có muốn em chiến tranh. Em này em gặp một người nào em lên em đều hỏi giờ bạn thích chiến tranh hay bạn thích hòa bình, em chỉ hỏi hai cái thôi, trả lời đi. Rồi xong Dũng gì đó gửi đi, tôi biết bạn là cùng băng với thằng Nguyễn Duy Tân thì cùng băng cùng phe dưới đánh chống cộng cực đoan. Bạn muốn gì tôi mời bạn Dũng, xuống như chị mời anh Dũng đó lên rồi chị mời. Dạ, em.